Hello mọi người, hôm nay mình cùng em mình mỗi người sẽ cầm trong tay 10.000 để đi banh tạc những món ngon ở chợ vào ngày mùa đông nha. Còn chưa đến cổng chợ thì mình đã nhìn thấy cái quán bánh này rồi. Cái đấy hình như ở bên trong của nó có. Ông ấy cho ăn thử luôn này. Tiến, tách 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 hộ chị ra. Bên trong của nó là kem. Cái này giống như cái hạt óc chó. Còn đâu cái này thì là hình hạt lạc. Xin chào tiên đi. Nóng hổi. Ngon nhỉ. Mình nghĩ là những cái bánh này thì cũng đơn giản làm từ bột mì hoặc là bột ngô thôi, nhưng quan trọng là cái hình thù của nó rất là dễ thương nên nhìn cái là muốn mua liền. Với cả vào những ngày mùa đông mà hơi lành lạnh, đi qua những xe hàng mà khói bay nghi ngút thì làm sao mà kiềm lòng nổi được, đúng không? 2.000 won mà mua được một gói bánh đầy ủ ụ như thế này thì mình thấy là rất là rẻ rồi. Cái bánh hình hạt lạc thì ăn nó không có ngọt quá, đặc biệt rất là thơm. Cái bánh hình quả óc chó này thì bên ngoài cháy xém, bên trong thì hơi ướt ướt mịn mịn, nhìn như kem ấy, ăn cũng ngon lắm mình nhá. Ta nói vừa đi qua hàng bánh này thì lại va phải hàng bánh khác, trời ơi. Quán này lúc đầu mình thấy có nhiều người đứng xếp hàng nên là cũng hơi lười đợi, nhưng mà thấy có bánh cá ngon quá nên là thôi, ráng chịu vì em nó vậy. Bánh cá chỗ này thì siêu rẻ luôn ấy, con bự ơi là bự mà 2.000 được 5 con lận nha. Ngoài cô bán bánh cá ra thì bên cạnh có chồng cô ấy bán cái bánh này nữa, nhưng mà mình cũng không biết bánh này gọi tên là gì. Nhân bánh vẫn là đỗ đen nhưng mà cái phần vỏ thì màu xanh, hơi khác một tí. Lúc đầu mình nghĩ 5 người đứng xếp hàng thì chắc là cũng sắp tới lượt thôi, nhưng mà mọi người biết gì không? Các cô đứng trước mình mỗi người mua 10 cái nha. Nhưng mà thôi, phóng lao phải theo lao, đợi thôi chứ biết sao giờ. Mất công đợi rồi, lát nữa mình sẽ xin cô chủ cho mình quay cái công đoạn làm bánh của cô ấy cho mọi người xem nha. 2.000 đúng không? Chứ phải tiền chị. Tiền ai trả thế? Nhìn thì cũng không có gì quá phức tạp đúng không? Chỉ cần có cái khuôn kia thôi. Nhưng mà mình nghĩ lý do mà để bánh của cô chú ấy bán được rất là nhiều thì là do ở cái khâu pha bột ý. Với cả đứng nói chuyện với cô chú ấy một lúc thì mình thấy là cô chú ấy cực kỳ thân thiện luôn đấy mọi người. Với những người bán hàng thân thiện như thế này thì có đứng xếp hàng lâu là mình cũng không thấy khó chịu gì đâu ấy. Và nếu so sánh giá quán này với những quán bán bánh cá khác trong chợ thì là quán này rẻ lắm ấy nha. Đợi mấy chục phút thì cuối cùng mình cũng đã mua được hai gói bánh, một gói bánh cá và một gói bánh kia mình không biết tên. Bánh cá thì có hai loại nhân là nhân kem và cái nhân đậu đen, nhưng mà em mình thì nó chỉ ăn được nhân kem thôi. Phần nhân kem thì là cái lúc mà cô ấy làm mà nó có cái màu vàng vàng ấy. Đây, bóp nó vẫn còn chảy ra như thế này này. Nhìn thế thôi chỉ cắn vào là phỏng miệng ấy nha mọi người. Với mình thì nhân kem nó hơi ngọt nên là mình vẫn cứ thích ăn cái vị truyền thống nhất, đó là vị đậu đỏ hơn. Ăn đậu đỏ thì bên trong nó sẽ bùi hơn, với cả cảm giác cắn cái hạt của nó cũng thích hơn nữa ấy. Hình thù bánh như cái nào cũng như cái nào, hình con cá nên mình gọi là bánh cá ấy mọi người.
Còn mình thấy ngoài cái phần nhân bánh ra thì phần vỏ bánh cũng ngon không kém, kiểu nó thơm thơm này, giòn giòn này. Nói chung là mình thích ăn vỏ bánh hơn, nên nhiều khi là mình cắn hết cái đuôi, cái vây của nó còn để nguyên cái bụng cá lại. Ăn xong bánh cá rồi thì tiếp tục cái hành trình ăn uống bằng xiên chả cá nha. Khói nghi ngút luôn ý. Xin một ly nè. Cây nào mà chị chú ấy nhỉ? Nhìn ở ngoài ấy, màu xanh nó cây sao ấy. Ăn cay trước. Ăn một cây cay cay. Ăn một cây xanh xanh nhất biển mình thích. Chan cái nào. Chan. Chả cá thì mình quay rất là nhiều lần rồi ấy, tại vì đây có thể nói là cái món ruột của mùa đông nha mọi người. Cái vị của mình ăn nó cay cay và có miến, mình tưởng đã ngon lắm rồi, nhưng mà vị của em mình nó ngon hơn thì phải. Ở trong của nó có phô mai, cắn một cái là nó kéo dài ra luôn ấy. Mình với em mình bảo nhau hay là thôi đừng có ăn những món khác nữa, đừng nên ăn chả cá không thôi có được không? Nhâm nhi chả cá xong uống thêm cái nước này nữa là quá mãn nguyện rồi. Mình thích ăn cay nên mình cứ lấy những cái cây mà chả cá có màu hơi đỏ đỏ. Cái vị vừa nãy mình ăn thì có miến, còn vị này thì không, nó làm cho cái hình xoắn xoắn lại nên ăn nó cũng dai hơn nữa. Mình nghĩ ở Việt Nam mà có bán cái này ở cổng trường thì chắc là hôm nào cũng túm tụm học sinh ở đây mất. Mình ăn xong hai cây rồi thì em mình nó mới đến cây thứ hai. Nó chọn một cây xíu xiu ăn thôi, như kiểu sợ mình đi mất không bằng ấy. Tổng thiệt hại cho hai cây đỏ, một cây xanh nước biển và một cây màu vàng đó là 1.800. Và công cuộc ăn uống vẫn chưa dừng lại ở đây đâu nha. Cái này nhá. Vậy có hana cho xe gì ạ? Không. Y coi ạ. Cho y coi ạ. Có. Đây, đây. À, cái cái mày ấy. Được 3000. Ờ. Ờ, 4000. Ừ. Cảm ơn. Mình thấy bánh cá với cả chả cá thì rất nhiều chỗ bán, nhưng mà bánh này thì ít khi thấy hơn. Có lẽ là nó không được lời nhiều ấy. Một cái bánh cũng khá to nhá, với nguyên một quả trứng bên trong mà chỉ có 1.000 thôi. Đặc biệt là bánh này phải ăn lúc nóng mới ngon nha, ăn lúc nguội thì nó sẽ hơi tanh mùi trứng. Mời mọi người nha, hi hi. Có hôm nay online rồi đó. 5.000 một túi này á. Banana. Dừa nhá. Dừa. Có hôm nay chứ xe. Có vị chuối này, vị ngô này, vị này vị gì? Khoai. Trắng là gì? Vị dừa. Vị hoàn toàn như ta. Thật sự thì cái gói bỏng này nó hơi đắt so với những cái món mà hôm nay mình ăn, nhưng mà nhìn một cái là mình muốn mua liền, tại vì nó làm mình nhớ đến cái thời đi nổ bỏng ngày xưa ấy. Không biết là tuổi thơ của mọi người có ai từng đi nổ bỏng chưa nhỉ? Với những đứa con nít mà ở quê như bọn mình ấy, thì nổ bỏng là một niềm đam mê ấy nhá. Lâu lâu xin mẹ hoặc là xin bà ống gạo, thêm đường hoặc là cái gì đó, cầm theo cái bao đi nổ bỏng rồi về ăn chung với nhau vui cực luôn ấy mọi người ạ. Những cái món ăn gọi là tuổi thơ ấy thì nó sẽ không có được ngon hoặc là hấp dẫn như những cái món sau này, nhưng mà nó đủ hấp dẫn để cứ mỗi lần nhìn thấy nó là mình muốn ăn liền nha mọi người nhá. Tự dưng nói hơi lạc chủ đề một tí, nhưng mà quay lại thì cái cây bỏng này nó ngon thật. Nó siêu giòn xong lại còn thơm mùi dừa nữa. Đến đây thì mình thấy 5.000 cũng là hợp lý đấy nhá. Bọn mình ăn đến từ lúc trời sáng đến khi trời tối. Còn 3.200 mọi người ạ. Bây giờ đi tìm xem có cái gì 3.000 nữa không để mua. Ăn nốt. Hai quả toàn đắt thôi nhá. Mình còn 3.000 không mua được cái gì luôn ấy. Em 1.000 một quả này. Quả bưởi. Mấy nhắc bưởi gì không? Quả bưởi nó thích nào? Chỉ nghe cái nào. Cái đứa trẻ nhất thì còn không mua được. Thì chỉ không làm được gì nữa. Chán đời. Mình có năn nỉ ông chủ bán cho mình hộp dâu 3.000 nhưng nhất quyết không được mọi người ạ. Nên thôi vào quán cà phê để mua một ly trà uống vậy. Và tổng kết lại thì mình có 1.000, đúng hơn là 1.200 won nha. Hôm nay mình ăn rất là nhiều rồi, lại còn được cầm ngô và còn một đống bánh mang về nữa cơ. Giờ thì mình sẽ về ăn tiếp đây, cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip tới.